Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 17, phẩm Phạm Hạnh thứ 16. Phạm hạnh là gì? Chân cảnh là phạm, trí huệ là hạnh, hoặc niết bàn là phạm, tu nhân là hạnh. Tóm lại, phạm hạnh tức là thanh tịnh hạnh, vì ở trước đã có phẩm tịnh hạnh, cho nên phẩm này gọi là phẩm phạm hạnh. Phạm hạnh dùng gì làm thể? Dùng giới, tứ đẳng, huệ, ba thứ làm thể. Giới hay ngữ ác phẩm quấy. Tứ đẳng tức là tứ bi hỷ xả, bốn tâm vô lượng, và tức là trí huệ bát nhã. Đây là hạnh thanh tịnh tu tập của Bồ Tát. Làm thế nào mới có thể tu tập? Kinh văn ở dưới sẽ giải thích rõ ràng. Phẩm này thuộc về phẩm thứ 16 của Kinh Hoa Nghiêm, cho nên gọi là phẩm phạm hạnh thứ 16. Bây giờ thiên tử chánh niệm bạch Bồ Tát Pháp Huệ rằng: Phật tử, các chúng Bồ Tát trong tất cả thế giới nương sự chỉ dạy của Như Lai nhuộm y xuất gia, làm thế nào để đắc được phạm hạnh thanh tịnh, từ bậc Bồ Tát mà chứng đắc đạo Bồ Đề vô thượng? Bồ Tát Pháp Huệ nói xong phẩm thập trụ rồi, bây giờ nói phẩm phạm hạnh. Có vị thiên tử chánh niệm rất cung kính quỳ xuống chắp tay hướng về Bồ Tát Pháp Huệ nói: Đại đệ tử của Phật, trong tất cả thế giới hết thảy Bồ Tát phát tâm hành đạo Bồ Tát, các ngài đều y chiếu theo pháp môn của Như Lai giáo hóa, mặc y hoại sắc, y của người xuất gia, làm thế nào để đắc được pháp tịnh? Tất cả đều thanh tịnh, cho nên gọi là phạm hạnh. Nếu có hành vi chẳng thanh tịnh thì đó chẳng phải là phạm hạnh. Bất tịnh có 5 thứ. 1. Hạt giống bất tịnh. Thân thể của chúng ta là do tình cha huyết mẹ hòa hợp mà thành, cho nên nói hạt giống chẳng thanh tịnh. 2. Chỗ ở bất tịnh. Ở trong bụng của người mẹ, trong bào thai đều là máu huyết, cho nên nói chỗ ở bất tịnh. 3. Thân chẳng thanh tịnh. Thân thể của mình là do 36 thứ hình thành, tức cũng là do đất nước gió lửa hình thành, cho nên nói thân thể bất tịnh. 4. Ngoại tướng bất tịnh. 9 lỗ trong thân thể của chúng ta luôn chảy ra đổ bất tịnh. 2 mắt thì chảy ghẻ nước mắt, 2 tai thì có cứt ráy, 2 mũi thì chảy mũi, miệng thì có đàm nước bọt, đại tiểu tiện chảy ra phần nước tiểu, cho nên nói ngoại tướng bất tịnh. 5. Cứu kính bất tịnh. Sau khi người chết rồi, thân thể sình lên, sinh trùng, máu chảy, cuối cùng biến thành bộ xương khô, cho nên nói cứu kính bất tịnh. Đây là hiện tượng 5 thứ bất tịnh. Thân thể của chúng ta là túi già hôi thối, chẳng có chỗ nào đáng ưa, cho nên người tu đạo phải luôn tu quán bất tịnh, tức cũng là quán xương trắng, như thế mới có thể thành tựu đạo nghiệp. Đó là thân thân nghiệp, lời lời nghiệp, ý ý nghiệp. Phật Pháp Tăng giới nên quán như vậy: thân là phạm hạnh chăng, cho đến giới là phạm hạnh chăng? Bồ Tát nên dùng 10 pháp để quán, chú ý để nghiên cứu gì là phạm hạnh. Nói về 10 pháp đó là: 1. Thân, thân có phải là phạm hạnh chăng? 2. Thân nghiệp, nghiệp do thân tạo ra có phải là phạm hạnh chăng? Nếu thân thể là phạm hạnh nhưng thân thể là vật bất tịnh, sao có thể cho là phạm hạnh? Vấn đề này phải nghiên cứu tỉ mỉ một phen. Chúng ta chấp trước thân thể, thương tiếc thân thể. Có người mắng một câu thì chịu chẳng được, có người đánh một cái thì càng chịu chẳng được. Nếu là phạm hạnh thì sao lại thọ chẳng được? Sao lại nổi giận? Sao lại bị cảnh giới chuyển? Cho nên quán thân chẳng phải là phạm hạnh, thân chẳng phải là phạm hạnh, thì nghiệp do thân tạo ra cũng chẳng phải là phạm hạnh. Nghiệp có 3 thứ: thiện ác, chẳng thiện chẳng ác. Nghiệp thiện và nghiệp ác đều chẳng thanh tịnh, cũng chẳng phải phạm hạnh. 3. Lời, lời nói là phạm hạnh chăng? Lời nói cũng chẳng phải là phạm hạnh. 4. Lời nghiệp, ngôn ngữ tạo ra nghiệp là phạm hạnh chăng? Cũng chẳng phải là phạm hạnh. Tại sao? Vì miệng hay nói ra lời dối trá, thêu dệt, chửi mắng và hai chiều, đủ thứ lời bất tịnh. 5. Ý, ý niệm là phạm hạnh chăng? Cũng chẳng phải phạm hạnh. 6. Ý nghiệp, ý niệm tạo ra nghiệp là phạm hạnh chăng? Cũng chẳng phải là phạm hạnh. 7. Phật là phạm hạnh chăng? Cũng chẳng phải. 8. Pháp, pháp là phạm hạnh chăng? Cũng chẳng phải. 9. Tăng, tăng là phạm hạnh chăng? Cũng chẳng phải. 10. Giới, giới là phạm hạnh chăng? Cũng chẳng phải. Bồ Tát nên tác ý quan sát như thế. Tác ý tức là chú ý. Bậc A-la-hán muốn biết việc tiền nhân hậu quả, phải ở trong định quan sát mới biết rõ nhân quả. Bồ Tát bát địa trở lên không cần tác ý quan sát thì lập tức thấu rõ. Nên quan sát như vậy: thân là phạm hạnh chăng? Cho đến giới là phạm hạnh chăng? Những vấn đề này trong kinh văn sẽ có giải đáp.
Nếu thân là phạm hạnh thì nên biết phạm hạnh, tức chẳng phải thiện, tức chẳng phải pháp, tức là hỗn độn, tức là hôi hám, tức là bất tịnh, tức là đáng nhàm, tức là trái ngược, tức là tạp nhiễm, tức là tử thi, tức là trùng tích tụ. Nếu như nói thân là phạm hạnh, vậy nên biết phạm hạnh, một tức là thiện, thân thì chẳng thanh tịnh cho nên chẳng thiện,